G36E là loại súng trường tấn công do Heckler và Koch tại Đức thiết kế, đầu những năm 1990, sử dụng loại đạn 5.56x45mm, để thay thế cho khẩu G3, sử dụng loại đạn 7.62x51mm. Loại súng này đã được thông qua và đưa vào phục vụ trong lực lượng quân đội Đức từ năm 1997, để thay thế cho khẩu G3, G36 cũng được dùng để xuất khẩu cho các nước khác. Súng có khối lượng 3,50kg, chiều dài 999mm khi mở báng, 758mm khi gấp báng. Độ dài nòng 480mm, chiều rộng 64mm, chiều cao 285mm. Súng sử dụng đạn 5.56x45mm NATO. Cơ cấu hoạt động nạp đạn bằng chích khí ngắn, khóa nòng xoay. Tốc độ bắn 750 viên một phút. Vận tốc mũi 920m/giây, tầm bắn hiệu quả 800m, chế độ nạp hộp đạn rời 30 viên và hộp đạn tròn 100 viên. Ngắm bắn hệ thống nhắm phản xạ 1x tiêu chuẩn, hay ống nhắm 3x tiêu chuẩn, mẫu xuất khẩu sử dụng ống nhắm 1,5x tiêu chuẩn và điểm dự phòng.